Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hàn Đại Computer. Và như các bạn đã biết thì tuần trước chúng mình nhận được món card là con 6800 XT của AMD. Và nói thẳng ra là cái việc ra mắt con 6800 XT này đã vượt kỳ vọng của rất nhiều game thủ, bởi vì nó không những là có thể vượt mặt thế hệ cũ mà nó còn tương đương với những cái card flagship của NVIDIA như là 3080. Khi mà về tổng thể hiệu năng của 6800 XT, khi mà dùng bình thường và không bật tính năng gì cả thì nó là khoảng tầm trên khoảng 85% so với 3080. Còn khi mà anh em bật cái tính năng, AMD có hai tính năng giới thiệu, đó chính là SAM và Race Mode. Thì Race Mode là chế độ gần như là họ offset cả thêm một tí. Còn SAM thì các bạn sẽ AMD họ tạo nên một hệ sinh thái khi mà các bạn dùng CPU AMD Gen 3 này, dùng các mainboard series 5 trở lên năm X570 này, B550 này, và các bạn dùng card RX 6000, thì khi đó thì CPU sẽ truy cập được vào nhiều hơn cái dung lượng 256MB VRAM truyền thống. Và vì vậy thì hiệu năng của 6800 XT nó gần như là bằng 3080, hoặc là có những game còn vượt hơn 3080 khi bật chế độ này hơn lên cơ. Và vì thế thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ thay vì việc mà mình cắm cả hai cạc con 3080 này và con 6800 XT vào chung hệ thống, thì mình sẽ thử gọi là so sánh hai cái team xanh và team đỏ. Với team xanh thì sẽ là chiếc 3080 TOF. Đây là phiên bản TOF OC nên là xung của nó sẽ cao hơn bản TOF mặc định một chút, nhưng mà cũng không đáng kể. Và CPU thì là CPU mà tốt nhất mà Intel hiện tại có thể đưa đến người dùng phổ thông, đó chính là chiếc 1900K ở đây. Còn với hệ thống AMD thì mình sử dụng là chiếc card là 6800 XT, quá rõ rồi. Còn mainboard sẽ dùng là chiếc Corsair 8 Dark Hero này. Đây là một chiếc mainboard mới của Asus, và Dark Hero nghĩa là nó sẽ dùng toàn bộ là tông màu đen. Và CPU của mình sẽ dùng là con 5800X. Và 5800X mức đầu tư của nó là gần như tương đương với cả 1900K. Nên là chúng ta sẽ cùng xem thử là cái hệ thống của team đỏ có vượt mặt hơn hiệu năng cả chơi game lẫn làm việc so với team xanh hay không. Để công bằng thì mình tắt tính năng Ray Tracing và DLSS ở các game, tại vì API của Ray Tracing của AMD nó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và hiệu năng thì khá là kém. Và nhìn chung của độ phân giải 2K thì hiệu năng của 6800XT so với 3080 là 1910, tại vì có những game kém tới 25% như Battlefield 5, nhưng lại có game vọt lên hơn 17% như là Gears 5. Nếu để nói thì card nào mạnh hơn thì rất là khó, và nó tùy thuộc hơn là vào engine game một tối ưu hay không. Thực sự thì những trải nghiệm giữa hai mẫu card này của mình là gần như tương đương nhau. Và thật ra hiệu năng gaming thì các trang mạng nước ngoài họ test khá là nhiều và mình chỉ đi lại sơ sơ thôi. Và cái mà các trang nước ngoài họ chưa test thì có lẽ là các ứng dụng làm việc. Đầu tiên trong bài test Blender bằng GPU thì hiệu năng mình đo được cũng rất là khó, khi mà trong BMW 27 thì 6800XT thua tới 44%, nhưng mà trong Coro, Pavilion và Victor thì 6800XT lại vượt hơn từ 4-15%. Và nếu để nói tốc độ render so sánh giữa 6800XT và 3080 thì có lẽ là phụ thuộc hơn vào các loại bản dựng như nào, chứ rất là khó để nói là đâu là cả render nhanh hơn. Spec Vipop 2020 thì cho chúng ta kết quả thiên nhiều hơn về 6800XT. Đặc biệt trong CMNX thì tốc độ đạt được nhanh gấp 2,5 lần 3080. Nhưng mà hiệu năng chênh lệch về tổng thể thì khó có thể nói là hệ thống nào đạt phần thắng, tại vì mức chênh lệch là không ổn định chút nào khi mức dao động từ -25% tới 175% thiên về 6800XT. Nhưng để so thực tế hiệu năng làm việc với những mẫu card chuyên dụng như Quadro thì kể cả 6800XT hay là 3080 thì không thể so được. Và cả hai mẫu card này cũng gần như dành cho các bạn mà các bạn muốn gọi là đa năng công việc ở nhà thôi. Còn nếu mà các bạn muốn chuyên dụng những cái việc vẽ đồ họa 3D thì vẫn nên sử dụng những card chuyên dụng như Quadro hay Fibro. Nếu mà nói về nhiệt độ ấy, thì phiên bản Reference của AMD này sẽ không thể so sánh được với những phiên bản Custom như là TUF hay là Strix. Và về sau thì các hãng họ cũng sẽ ra những phiên bản Custom lại như là 6800XT TUF hay 6800XT Strix thôi. Nhưng mà mình sẽ so sánh trực tiếp hơn với cả chiếc 3080 Founder Edition. Và kết quả trong nước ngoài thì khi mà họ cắm full max nhiệt độ rơi khoảng tầm là 78 độ C. Còn hiện tại mình đang cắm 6800XT ở Haven. Haven làm gì khá là nặng, nhiệt độ bây giờ cũng chỉ lên quanh khoảng tầm là 65 độ C mà thôi. Nên là các bạn có thể thấy là mặc dù NVIDIA họ khá là tự hào với cái thiết kế mới về hai quạt của họ và cái gọi là pass through flow thì đấy, và nhưng mà cũng không thể nào bì được với một cái thảm ba quạt đến từ AMD. Mà mặc dù AMD họ còn không sử dụng ống đồng dẫn điện bên trong nữa cơ. Và có thể nói là điều này cho ta một cái kết luận, đó chính là số lượng thì tạo hơn chất lượng. Tại vì các bạn có dùng hai quạt công nghệ tốt đến mấy, không bắt bằng được cả ba quạt như này. Điểm trừ duy nhất của con 6800XT này có lẽ là chiều dài thôi. Nhưng mà chiều dài thực sự với mình, những cây còn tầm trung bây giờ, tầm phổ thông đến trung có cái khoảng trống rất là lớn, nên các bạn hoàn toàn có thể cắm những chiếc cạc dài. Còn kể các bạn nhìn TOF này, mình vẫn cắm những cây khoảng tầm 700-800 nghìn, 1 triệu bình thường mà. Mà nhìn TOF hiện tại bản 3080 nó còn dài hơn cả 6800XT founder bản Reference này cơ.
Mặc dù 68XT rất mát và nhưng mà cái độ ồn thì lại là một cái vấn đề khá là khác. Mình không nói độ ồn của cạc mà tiếng coil wire. Và rất lâu rồi, có lẽ từ thời 2080T thì NVIDIA bị coil wire, mà sang 3080 thì mình thấy tiếng bé hơn rất khá là nhiều. Nhưng mà 68XT tiếng coil wire nó khá là to và rõ, và mình không biết là các phiên bản custom của các hãng như là Asus, Kyobai hay là mới đi họ có xử lý được cái tiếng coil wire này không. Còn nếu mà tiếng coil wire này vẫn cứ như này thì trong đêm các bạn sẽ nghe nó khá là rõ, đặc biệt là khi mà hệ thống chạy quạt yên tĩnh ý. Và nếu mà tiếng coil wire này mình cũng khá là buồn với một cái sản phẩm cạc màn hình có giá đến hơn 20 triệu đồng, 23 triệu đồng như này. Và để hy vọng xem các hãng như nào, tại vì tuần sau thì nó sẽ có những phiên bản như là của Sapphire hay là của Asus TOF, Asus CLC, và mình sẽ thử xem là tiếng coil wire và độ ồn nó có khá hơn cái phiên bản reference này không. Tuy nhiên thì 68XT lại có một con bài cực kỳ mạnh, đó chính là cái phần điện năng tiêu thụ. Trong cái bài test Blender bằng render bằng GPU thì điện năng nói chung là ổn định của con 68XT khi mà chạy nó rơi khoảng tầm là 220W đến 230W. Còn đối diện với nó là 3080. 3080 tiêu thụ khoảng tầm 330W ở mức tiêu thụ điện gọi là bình thường. Còn đỉnh điểm nó lên khoảng tầm 330, 340, 350W cơ. AMD thì làm rất tốt công việc của mình khi mà đưa ra một cái cạc mà hiệu năng có thể so sánh trực tiếp được với cả 3080. Và câu chuyện bây giờ team xanh hay là team đỏ ấy, thì nó lại khá là phức tạp hơn khá là nhiều. Nếu các bạn đến với cái team đỏ này thì AMD họ cho các bạn một cái hệ thống hệ sinh thái đầy đủ với CPU Zen 3 này, Mainboard Serie 5 này và 68XT. Còn các bạn đến với team xanh thì trước giờ vẫn thế thôi, các bạn sẽ có bộ i9 này, 3080, 3090 gì đó. Nhưng mà cái điểm mạnh của AMD bây giờ ấy, thì nếu mà nói riêng về cạc thì có khả năng tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với NVIDIA. Và nếu mà nói về CPU thì Zen 3 bây giờ với những cái bài test ý, thì Zen 3 những CPU như 5800 hay 5950 hay là kể cả 5600 có cái hiệu năng cao hơn cả i9-10900K trong gaming cơ. Và cái điểm mạnh duy nhất của cái combo team xanh mình nghĩ đó chính là khả năng ray tracing. Khi mà hiệu năng ray tracing của 68XT phải nói là hiện tại cái API chỉ ở mức đầu thôi, nên là khá là kém, và hy vọng các thế hệ sau, và đặc biệt khi mà console thế hệ mới ra mắt ý, thì các nhà hãng game họ được làm việc nhiều hơn với cái API ray tracing của AMD, và từ đấy họ có tối ưu hóa được hơn khả năng ray tracing cho mẫu cạc này. Nhưng mà mặc dù các bạn muốn chọn team đỏ hay là team xanh thì các bạn vẫn gặp chung một vấn đề, đó chính là khan hàng. Mặc dù nguồn cung bây giờ Zen 3 thì cũng khá là thoải mái, Mainboard Serie 5 vẫn có rồi, CPU có i đời 10 thì vẫn là có. Nhưng mà cả hai mẫu cạc, đầu tiên là RTX 3080 trở lại 3080, 3090 thì vẫn có hàng, 3080 thì gần như là biến mất bật tam biệt tích ở trên các kệ hàng. Và 68XT thì cũng gặp tình trạng gần như tương đương, tại vì cái đợt đầu tiên hàng về phải là khoảng đầu tháng 12, và sau đấy thì mình chưa biết là hàng về như thế nào. Và mình rất hy vọng là AMD, tại vì trong khoảng thời gian này NVIDIA gần như biến mất trên các kệ hàng 3080 rồi, và hy vọng là AMD họ có thể giải quyết được vấn đề nguồn cung và đẩy được các những mẫu 68XT ra được nhiều hơn, và từ đó khách hàng các bạn ấy có những cái cơ hội trải nghiệm được những cái mẫu cạc của AMD như thế nào, và lỡ đâu các bạn lại phát sinh tình yêu với cả team đỏ. Và vừa rồi là cái review của mình về cả gaming và làm việc cơ bản ở 68XT. Và trong video sau thì mình sẽ thử nghiệm với cả một phần mềm Adobe Premiere. Các bạn nhớ đón xem nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.